Xin chào cả nhà, với mỗi món ăn ngon thì nước chấm cũng đóng vị trí rất quan trọng. Hôm nay, bếp nhà Chip sẽ hướng dẫn cả nhà làm nước mắm chua ngọt sánh kèo, có thể chấm được rất nhiều món ăn. Để làm được món này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. 150ml nước mắm, bếp nhà Chip sử dụng nước mắm 40 độ đàm, đường 150g, 150ml nước lọc, tỏi đã đập sẵn 45g, chanh 1 quả tương ứng với 60g, ớt cay 3 quả, 1 quả ớt sừng, và cuối cùng 1 thìa cà phê muối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện món này. Đầu tiên mình sẽ băm nhỏ tỏi và ớt. Cay mình sẽ cắt bỏ đầu và bỏ hạt. Tùy theo sở thích của mỗi nhà, nếu như ăn cay nhiều thì chúng ta có thể điều chỉnh lượng ớt lại cho phù hợp. Cả nhà hãy chuẩn bị một cái nồi nhỏ và đổ 150g đường vào, 150ml nước, và cho nước mắm vào, cho hoa tán. Cả ba loại nguyên liệu này thì chúng ta sẽ pha theo tỷ lệ là 1:1:1, tức là 1 nước, 1 đường và 1 nước mắm. Khi mà chúng ta khuấy cho hỗn hợp tán đều ra thì nước mắm chua ngọt của ta sẽ được bảo quản lâu hơn. Khi đường đã hòa tan như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắc lên bếp. Bây giờ mình sẽ bật bếp. Cả nhà nhớ là chúng ta bật bếp thì sẽ để lửa ở mức độ là vừa phải, tức là lửa lớn vừa để nước mắm có thể sôi nhanh. Và nấu theo cách này thì chúng ta có thể bảo quản được từ nửa tháng đến 1 tháng. Trong quá trình chờ nước mắm sôi, mình sẽ cho nửa thìa muối vào và hòa tan. Khi nước mắm đường sôi lên đã như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho lửa về ở mức nhỏ cho đến khi nước mắm rút một nửa so với ban đầu thì chúng ta sẽ tắt bếp. Sau 20 phút đun với lửa nhỏ thì chúng ta có thể thấy là nước mắm đã rút một nửa so với ban đầu. Và cái nước mắm chúng ta có thể quan sát thấy là bây giờ nước mắm nó đã sánh lại. Đây ạ, nước mắm đã sánh lại, chúng ta sẽ tắt bếp và để nguội. Bây giờ mình sẽ đổ ra bát. Chờ bao giờ nước mắm được nguội hoàn toàn thì chúng ta mới cho chanh, tỏi, ớt vào. Lúc này nước mắm sẽ không bị đắng và tỏi, ớt sẽ nổi lên bề mặt. Bây giờ mình sẽ vắt chanh và loại bỏ hạt. Chúng ta cần phải loại bỏ hạt thì nước mắm sẽ không bị đắng. Sau khi nước mắm đã nguội thì mình sẽ cho chanh vào. Và chanh thì mình sẽ cho từ từ. Mà chúng ta là thử xem là độ chua đã vừa phải chưa thì chúng ta sẽ dừng lại. Khi mà chúng ta đã thử cái lượng nước đã vừa phải rồi, tức là vừa với khẩu vị của mình rồi, thì chúng ta sẽ cho tỏi và ớt vào. Cả nhà thấy là nếu mà chúng ta áp dụng theo cách này thì tỏi ớt sẽ nổi lên trên bề mặt rất là đẹp và nó không bị chìm xuống. Lưu ý với cả nhà, khi mà chúng ta thực hiện theo khi áp dụng theo cái phương pháp này thì chúng ta cần phải là để cho nước nguội hoàn toàn thì chúng ta mới có thể cho tỏi và cho ớt vào, thì lúc đấy trên bề mặt nó sẽ nổi như thế này. Cả nhà thấy là món nước mắm này rất sánh và kèo luôn. Với món nước chấm này thì chúng ta luộc, hấp hay là các món chiên thì chúng ta đều có thể dùng được. Và món nước mắm chua ngọt của mình đã hoàn thành xong, nhìn rất sánh và đẹp mắt đúng không nào? Bếp nhà Chip xin chúc cả nhà sẽ làm thành công nước mắm chua ngọt với công thức này.
Cả nhà thấy món ăn này như thế nào? Hãy để lại góp ý ở bình luận để bếp nhà Chip hoàn thiện hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của bếp nhà Chip. Nếu cả nhà cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của bếp nhà Chip. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.